Hello, xin chào anh em nhá. Hôm nay chán quá, chả chơi game đấy anh em ạ. Thì mình có làm thử cái video talk show. Để biết đâu nếu như mà anh em cũng muốn xem theo kiểu phong cách như thế này, trong thời gian tới mình có thể ngồi livestream tâm sự với anh em tí chẳng hạn. Hôm nay ở chỗ mình thì hơi mưa. Này, nhưng mà để cái camera to lên nhìn quả bọng mắt của mình kinh vãi chưởng luôn anh em ạ. Thực ra này không phải là do mình thức khuya hay là cái gì đâu, mình lười lắm, mình ngủ nhiều kinh khủng luôn, nhưng mà bọng mắt nó vẫn cứ như này, kiểu là bẩm sinh ấy. Đấy, nhìn trông nó bị già đơ đi ấy. Đấy, nếu như mà để này nhìn trông đấy, mịn màng hơn hẳn đúng không? Thôi kệ bố. Hôm nay thì mình có đi xem giải đá bóng ở công ty cũ của mình ấy. Thì lâu rồi mình cũng không đi, bởi vì từ cái đợt mà mình bị ngã xe hôm đấy, đúng mình nhớ đợt là cuối tháng 5. Cuối tháng 5 thì hình như là mấy cái ông đấy nghỉ Tết, nghỉ lễ gì ạ. Đâu cuối tháng 4 ấy. Hình như nghỉ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 về, đang đi trên đường. Hôm đấy là nhà mình làm gì nhỉ? Hôm đấy nhà mình ăn lẩu. Thì mới thiếu đúng một củ cà rốt với cả hai miếng đậu. Thì đi ra ngoài chợ mua đậu với cả cà rốt về. Thì đi đến đúng cái khu vực cái đoạn đấy, mà gặp hai cái thằng nó không đội mũ bảo hiểm luôn. Mình thì tỉnh đòn mấy trưởng, mình đi đâu kiểu mũ bảo hiểm các thứ đẳng cấp luôn. Nhưng hôm đấy thì lại mặc một cái áo chống nắng là cái áo sơ mi, quần lại mặc quần đùi. Đang đi tự nhiên hai thằng nó quay ngang phát này, phát nó rẽ ngang phát này. Thì hôm đấy mình đi con xe máy, chiếc xe lít super lít của mẹ mình ấy. Thì cái xe bình thường mình đi xe của mình là nếu như bóp phanh ABS là bóp hai phanh đúng không, bóp hai tay thì nó sẽ đứng yên đứng thẳng cái. Nhưng hôm đấy mình đi xe mẹ mình nữa, thế là nó không có cái kiểu ABS đấy, bóp phanh ké phát. Kiểu như là bóp đúng vào phanh trước ạ. Thế bánh nó cua phát này, mình ngã quả kinh khủng vãi chưởng luôn anh em ạ. Đây, nhìn quả chân vãi nhái luôn. Anh em thấy khủng khiếp không? Sẹo luôn cơ mà. Kinh thật. Thế xong mãi mất tầm một tháng. Hoài thề luôn mình nhớ. Đợt đấy kinh vãi chưởng luôn. Xong mình về nhỉ. Mình về mình tự rửa. Bởi vì bố mình là làm bác sĩ nhưng mà về hưu rồi. Thế xong là bố mình bảo đưa bông băng lên bố mình rửa cho, nhưng mình sợ đau vai. Lúc đấy nó vẫn còn kiểu mấy cái đá răm vào trong chân. Ui kinh vãi chưởng luôn. Thế xong mình bảo là thôi thì mình tự rửa, bởi vì mình sợ bố mình rửa đau ấy. Thế là lúc đấy mình rửa thì mình đích dùng cồn tím. Mình dùng cái gì ấy nhỉ? À mình dùng nước muối sinh lý. Ôi thề luôn. Xong mình lúc chiều hôm đấy nhá, mới bị xong vẫn đứng nấu lẩu như thường luôn. Chân vẫn đi như chưa hề có cuộc chia ly, chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đến tối hôm đấy bắt đầu, ôi ôi, cái huyết tương nó chảy ra. Khủng khiếp luôn. Mình lại không băng vết thương, mình băng cũng mỗi một tí. Thế xong đấy thì nó chảy ra đau vai. Thế xong đến 2 hôm sau, nó bắt đầu bị nhiễm trùng thì phải. Chân nó sưng lên, ôi rồi ôi. Kinh khủng luôn ạ. Thế xong bố mình bảo, thôi không ổn rồi, tao tưởng mày rửa như thế nào. Biết thế tao rửa cho xong. Bố mình bắt đầu đi lấy thuốc kháng sinh về, mà tiêm mình kháng sinh đấy, tiêm đúng đây. Tiêm kháng sinh ở đây thì đầu tiên là phải ra một ông bác sĩ tay nghề xịn xò con bò hơn, trẻ hơn mình, mắt bố mình kém rồi. Bắt đầu tiêm một phát thì phải thử mà. Đầu tiên thì chỉ tiêm một tí ở ngoài nhá, đầu tiên là ông mình chọc một cái ở đây. Xong ông nhỏ cái thuốc kháng sinh đấy vào da này thôi nhá, để cho nó thấm từ từ xem mình có bị sốc hay bị nào không. Nếu như anh em nào mà từng kiểu tiêm kháng sinh thì sẽ biết người ta sẽ phải thử như thế. Thế là xong thử mãi tầm 30 phút thì ok. Thì bố mình bắt đầu lấy cái lô thuốc đấy về để tiêm. Ngày bao nhiêu mũi nhỉ? Mỗi ngày 2 mũi. Ôi đau vãi chưởng luôn, mà tiêm đúng một chỗ này. Trong cái chỗ này bây giờ của mình thâm đét luôn anh ạ. Nhìn trên cam nó không rõ lắm, thì cam mình nó hơi cùi ấy. Nhưng mà thề luôn, nó thâm xì lại luôn, đau vãi chưởng luôn. Xong chân mình nhá, chân mình cái đoạn mu bàn chân này nó sưng lên. Đây, cái đoạn này này. Đoạn này nó sưng tròn vo lên. Xong bố mình còn cầm cái xi lanh chọc vào mà rút ra vào. Ui, trong này toàn nước thôi, chẳng có gì. Hey, lúc đấy mình kiểu không dám nhìn luôn. Thế xong là mãi phải 3 tuần mới khỏi, tiêm kháng sinh. Xong thì uống thuốc, xong ngày nào bố mình cũng lên rửa cho 2 lần một ngày. Xong mãi thì đến tuần trước mà mình bắt đầu đi đá bóng rồi. Tuần trước đi đá bóng mà mình kể anh em là mình đi đá trận đầu tiên, xong đang dẫn trước bọn nó 4-1. Sang hiệp 2 bọn nó giãn cho 6-4. Úi giời ơi. Còn đâu ngày hôm nay thì mấy hôm nay thì chỗ mình mưa nên chẳng đi được.
đi xem thôi, bởi vì giải đá bóng thì mưa người ta cũng đá. Hôm nay lên xem, trước mình làm ở công ty đấy nhưng bây giờ mình nghỉ rồi. Mình nghỉ về nhà ngồi làm YouTube với cả chăm vợ bầu. Thế là lên xem giải, thì đá xong thì ôi lại gặp đúng một ông bạn trước cũng làm ở công ty đấy. Ông ấy người tận trong Nha Trang cơ, nhưng mà hôm nay ông ấy ra chơi. Thế bảo ui em ơi, ông đấy hơn mình mấy tuổi. Ông bảo em ơi ui, do này anh cũng chơi con game chặt cây giống em ấy. Ông đấy còn chơi hay chơi con game gì nhỉ? Silk Road của VTC ấy, con game đấy lâu lắm rồi. Ông đấy cài nạp cũng ghê. Thế xong bảo do này anh chơi con game chặt cây của em ấy, nhưng mà cũng kiểu không nạp nick gì. Thế sau ông đấy có mang tặng mình hai con khủng long, ai mình để luôn đằng sau này. Ơ, đâu vậy? Đấy, hai con khủng long màu xanh xanh đấy. Thế xong thì bây giờ mình cũng đang có hai con ác. Thế mình bảo thế anh chơi không, em cho anh một ác. Cho anh một cái ác thì mình cho luôn ông đấy cái nick bổ củi. Nick bổ củi đấy mình nạp đâu đó là tầm 5 triệu mấy ấy. Nhiều ông thì thề luôn mình méo hiểu kiểu gì, có những ông kiểu ghen tị hay như thế nào, comment bên dưới là bảo khi thấy mình nạp vào chơi game ấy thì lại bảo là được game tài trợ nọ kia. Thì phải thực sự với anh em luôn nhá, khi mà làm YouTube đúng không, khi mà cái kênh của mình cũng có một số lượng người theo dõi nhất định, thì thỉnh thoảng cũng sẽ có những tựa game mà người ta sẽ book kiểu review quảng cáo ấy. Thì mình nói thật với anh em luôn là chắc chắn là mình sẽ phải nhận rồi, bởi vì đấy là cũng là một cách để tăng thêm thu nhập mà, chứ còn lấy đâu làm game thì anh em biết rồi đấy, view như thế thì lấy đâu ra đúng không, thì mình cũng cần phải nhận thêm quảng cáo nữa. Thế nhưng mà cũng phải nói thật với anh em là khi quảng cáo bất kỳ một tựa game gì hay review bất kỳ một tựa game gì là mình toàn phải hỏi xem là bạn muốn review game gì. Ví dụ như những cái game mà kiểu bài bạc kia các thứ linh tai anh tinh là mình sẽ không bao giờ mình review. Có rất nhiều người liên hệ review đến game kiểu ui cái gì nhỉ, game bài online, game đủ các thể loại, ui nhiều game lắm, nhưng mà mình từ chối hết đấy. Mình không thể vì đồng tiền mà những cái tựa game như thế nhá, bọn nó lại trả rất là cao luôn đấy, nhưng mình bảo mình không thể vì đồng tiền mà đánh mất đi chính mình được. Thế cho nên là mình không nhận review mấy tựa game đấy. Thế xong thì mình có tặng cái ông đấy là ơ thế thôi anh, nếu như anh cũng chơi con chặt cây đấy thì em tặng cho anh một ác, bởi vì con ác đấy thì em cũng dùng để làm video cho các bạn, nhưng ở thời điểm này thì nó cũng kiểu cũng chả có content gì con ác đấy nữa. Nếu như mà làm video về hướng dẫn anh em thì mình cũng làm hết rồi. Bây giờ chủ yếu là cái cuộc vui vui cùng với cả anh em ở server mới 500 anh em, nhưng mà hơi flop, giờ này hơi flop tí. Thế thôi, tặng luôn ông anh đấy con ác bổ củi đấy cho ông anh chơi, thỉnh thoảng vào cái cuộc tí cho vui. Đó, thì cũng chia sẻ với anh em là như vậy. Còn con ác đấy thì mình là cũng gần 6 triệu rồi. Còn cũng mong là anh em comment kiểu thôi đừng comment theo kiểu là gì nhỉ, cứ thấy nạp hay đua top hay gì đấy để làm content cho anh em ấy thì anh em lại bảo là game tài trợ các thứ. Ai xài, nghe buồn vãi trưởng luôn chứ. Ok, thì hôm nay sẽ làm cái video talk show ngắn ngắn như vậy thôi, chia sẻ cho em những câu chuyện trong ngày. Nhìn chung là dạo gần đây mưa gió chả đi ra ngoài được nên chả có câu chuyện gì hay ho lắm. Ở nhà thì cứ cắm mặt cái máy tính thôi. Và dạo này mình kiểu béo giảm cân, nhịn bữa trưa nữa. Ui dồi ôi, thề luôn. Ăn đúng bữa sáng, xong bắt đầu đến bữa tối thì ăn tiếp. Còn bữa trưa thì kiểu ngồi im không đi đâu ấy, trời mưa chả hoạt động gì. Thế là thôi, nhịn luôn bữa trưa. Hôm nay làm túi lạc luộc, xong ăn làm một cốc gọi là nước vối đá, no căng bụng luôn. Đến tối thì vợ mình bảo là thèm ăn cơm rang dưa bò, thế là đi xem đá bóng xong về ăn cơm rang dưa bò hết. Về định chơi game tí nhưng mà mệt quá, đang chờ để xem đá bóng đây. 1 giờ sáng là có đá bóng Việt Nam cả Iraq, nhưng mà Indo nó thắng Philippines rồi nên là trận này Việt Nam gặp Iraq cũng chả biết như thế nào, chắc là đá cho vui thôi, thủ tục thôi. Ok, thì hy vọng rằng là anh em thích xem talk show kiểu như thế này. Anh em nếu như mà yêu thích thì cũng có thể để lại comment ở bên dưới. Mấy hôm nữa có thể là mình sẽ livestream để tâm sự cùng anh em cho vui vào mỗi buổi tối, hoặc là chơi game gì đó. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.